cởi đầu mày ra. Mày cởi đầu ra. Mày là ai? Tao là Pilo. Không biết anh Thành Vũ có biết Tú có người yêu hay không, vì chúng tôi biết rằng là Tú có người yêu là một người chơi khá nổi tiếng với con bài Frentino. Ngày hôm nay anh ta bị cấm đi Frentino nhưng ta đã chơi quy rất hay. Trận thi đấu vừa xong là một trận thi đấu mà chúng ta có thể thấy rằng là các bạn khán giả